Hello anh em, xin mời anh em đã trở lại với Shiro One, Shiro Takimi. Vui vì đã được gặp nhau những clip vào cái khung giờ này. Thì hiện tại đang có một cái web nó vừa mới ra rất là nóng, cho nên mình cũng phải tranh thủ quay cho anh em luôn. Thời gian nó hiện tại thì chỉ mới là alpha test thôi nha anh em. Đây, bạn có thể thấy một cái dòng chữ đó là alpha test vào 10 giờ ngày 17 tháng 5, tức là ngày hôm qua rồi. Thì đáng ra là ngày hôm qua là mình quay rồi, nhưng mà hôm qua do không có thời gian cho nên là không quay được. Sorry anh em, hôm nay thì cố gắng hôm qua không quay được, hôm nay phải quay ngay và luôn, chứ nó không là để dây dưa là không được. Thì vào 10 giờ sáng ngày hôm qua là đã có alpha test rồi nha anh em, cho nên mình nghĩ chắc cũng có nhiều anh em tham gia rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay cái clip mình giới thiệu vào xem thử coi cái web này như thế nào. Hiện tại đây là một cái web có thể gọi là vua hồi tạc lậu đấy, có thể gọi là vua hồi tạc nhạo lậu nha anh em. Tại vì đây mình thấy cái fanpage, có cả fanpage đây, anh em có thể truy cập vào fanpage vua hồi tạc pirate. Ý, không phải pirate nữa, đây là private chứ không phải pirate nha anh em. Rồi thì nói chung thì nếu mà anh em thích thì mình sẽ để link của fanpage dưới phần mô tả cho anh em truy cập vào cho dễ, có gì anh em like và tham gia các cái event thì anh em sẽ kiếm vàng rồi kiếm đồ các kiểu, nó sẽ hấp dẫn cũng như theo dõi mọi tin tức mỗi ngày, cập nhật tin tức mỗi ngày và tham gia các hoạt động cho nó dễ nha. Link của web thì nó tên là daichienwano.com nha anh em. Hiện tại là mới thấy cái link thôi thấy hấp dẫn rồi anh em, daichienwano. Hiện tại thì Luffy đang ở Wano quốc đánh với Kaido, là cái link này. Web game là đại chiến Wano mới căng đó chứ. Nếu mà đại chiến Wano này cập nhập thêm những tướng Kaido rồi các kiểu rồi nó siêu ghê luôn. Nhưng mà điều đó chắc là cũng hơi khó, nên thôi không sao đâu anh em. Cứ truy cập vào xem sao đã. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái tài khoản nha. Đăng ký nè. Để mình xem thử có đăng ký nick bên web này có dễ hay không. Rồi, chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe đăng ký kênh đầy đủ giúp là ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Tên đăng nhập thì chắc là mình sẽ đặt là VHTZM. Ấy VHTZM. Có gì thì mình sẽ cho anh em luôn cái nick này anh em chơi, nếu anh em nào thích thì anh em có thể truy cập vào chơi nha. Mật khẩu cũng sẽ là VHTZM luôn nha. VHTZM. Rồi. Như vậy là đăng ký rất là đơn giản luôn, chỉ cần tài khoản và mật khẩu, sau đó nhập lại mật khẩu là được. Nhấp vào đăng ký. Tên đăng nhập không hợp lệ là không được tài khoản này rồi, nên phải tạo một cái đăng tài khoản khác. Mình sẽ là VHTZM123 nha anh em. Còn mật khẩu là VHTZM. Rồi, đăng ký thành công nè anh em, cũng khá là đơn giản. Rất là đơn giản luôn anh em. Bây giờ mình sẽ chấp vào chơi ngay. Hiện tại là có cái gì đua top alpha test nè. Chấp vào chơi ngay nha anh em. Hiện tại chỉ có một cái server là server alpha. Ui, về hình ảnh trong game thì là hình ảnh của con carrot nha anh em. Quá là gắt luôn. Ngoài ra thì mình thấy ở bên cái khung này nó có cái chữ gì Koje tân thủ nè. Hướng dẫn nhận Koje hoạt động chơi game trên mobile. HD phải không? Đua top alpha test với lại HD cái gì? HD tân thủ toàn tập gì nè. Đấy, hướng dẫn nhận Koje, không giờ mình sẽ nhấp vào hướng dẫn nhận Koje xem sao. Bấm vào give Koje. Sau đó là nhận cái Koje. Kiểm tra tên tài khoản server. Nhận Koje thành công. Rồi sau đó thì nhận thôi. À vậy cũng rất là đơn giản thôi anh em. Bây giờ thì mình sẽ cần mình gì đây? Kết nối bị ngắt là sao? Ôi, không lẽ nick mình có ai biết thì sao mà chỉ cập vào ta. Vô lý vậy. Giờ mình sẽ vô mình tạo tên nhân vật đó cho anh em, rồi sau đó mình sẽ nhận gift Koje. Những anh em nào có chơi bên cái web này thì để lại comment nha. Chúng mình để lại comment để chúng ta cùng nhau giao lưu với nhau cho nó vui. Rồi giờ mình sẽ tạo cái tên đã. Kisame đi, tên huyền thoại của mình. Đó, không ai ăn cắp tên mình hết, buồn ghê. À lũ vui ghê. Rồi ok, không ai ăn cắp tên thì vui rồi. Mới vô thì như là các bạn sẽ được là vàng là 500.000 thôi hả? Ủa mình sao mình thấy hình như là ở cái mục giới thiệu là kêu cho 1 triệu, 10 triệu vàng mà anh em. Được 1.000 triệu berry, 5 triệu chiến tích, 50 vạn danh vọng và 50 vạn vàng thôi hả? Để thôi mình sẽ nhận mấy cái này thử coi. Có lên 10 triệu vàng nha anh em, tại vì mình nhớ là ở cái mục giới thiệu ở fanpage thì có ghi là các bạn sẽ mới vô các bạn sẽ nhận được 10 triệu vàng. Khá là hấp dẫn luôn, mà không biết sao giờ vô đây được như vậy thôi. Nhận cái mốc phản hồi thôi coi. Phản hồi là không nhận được luôn này. Như vậy là chúng ta không nhận được gì cả. Rồi để mình nhận xong hết đã cho anh em, để coi thử có lên được 10 triệu vàng không. Cái này là gì đây? Ưu đãi mỗi ngày để bạn có thể mua được đá nguyên tố, đá năng lượng rồi các kiểu nè. Wow, web này nhìn cũng khá hấp dẫn nha. Mua đồ rồi cũng ghê đấy. Lễ bao này, lương này. Như vậy là đâu được 10 triệu vàng đâu nha. Chỉ được 50 vạn vàng thôi hả? Mình thấy một giới thiệu là được tặng 10 triệu vàng luôn anh em, free 10 triệu vàng, khá là sướng. Rồi như vậy là các thanh niên đã chơi rất nhiều nè anh em. Đây, mình sẽ thử kiểm tra một thanh niên đại nha. Coi thử thanh niên này cấp bao nhiêu rồi.
Nên này, tại cấp 105 lực chiến là 1 triệu 3 gắt. Ghê, yeah, cấp 105 triệu 3 là gắt đấy. Về đồng đội thì thanh niên này bao gồm những đồng đội trẻ trâu thôi, có thời trang mã vàng này. Cái này là tên nhân vật là OWO nha anh em. Đấy. Ngoài ra thì còn rất là nhiều bạn khác như là bạn Demo, rồi bạn tùm lắm hết nè. Bạn Demo, rồi bạn... không quá. Đây nguyên một dàn là của thanh niên OWO không à. Giờ mình sẽ... chắc là mình sẽ cho nó lên cấp một xíu. Coi như là tạo nhân vật đó anh em. Ok. Quay kinh nghiệm một cái nha. Chắc là mình sẽ lên cấp 3, cấp 4 gì đó. Ui, được ngay cái này. Rồi cấp 6 luôn, ngon. Rồi bây giờ chắc mình sẽ nhận con dê. Nhấp vào gíp con dê tinh thủ cái một bên trái nha anh em. Có cái hình con mắt Sharingan ấy. Đấy. Tên của mình, chọn server là server Alpha Test và nhập gíp con dê. Ủa là sao? Coi dê không được để trống là sao? Ủa là sao anh em? Từ 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 bình tĩnh. Hướng dẫn nhận, ủa nhận nhận coi dê thì các bạn có thể nhập vào đây mà ta. Hướng dẫn nhận coi dê lại coi. Như vậy là nhấp vào gíp coi dê tân thủ. Kiểm tra tên tài khoản server nhận coi dê và nhập mã coi dê. Ủa phải có mã coi dê nữa. Nhận coi dê thành công sẽ có thông tin xác nhận từ hệ thống thành công nhận gíp coi dê. À như vậy là nhận coi dê này không phải nhấp vào kia. Ui vậy coi dê tân thủ lấy ở đâu? Á chà. Nhắc thế nhờ. Rồi như vậy thì nói chung là tạm thời cứ bỏ qua đi. Hiện tại mình có một cái coi dê này. Rồi mình thì nhận thử cái coi dê này coi sao nha. Như vậy là nhận ở đây không được hả ta? Nhấp vào đây nhận không được à? Nhận thất bại. Ô vậy là không được. Chúng ta sẽ nhận cái keo kiểu này nha. Đây chọn server test nhập gíp coi dê vô. Đấy sau đó chúng ta nhận. Đây thành công rồi nè, nhận giúp ta thành công, vui lòng kiểm tra thư. Rồi ok, như là được rồi đó. Cái coi dê mình vừa nhập thì là một cái coi dê mà mình được tặng nha anh em. Thì coi dê này chỉ nhận được một lần thôi thì phải. Cho nên là anh em nếu mà có copy lại thì cũng không nhận được đâu. Ngoài ra có hai hoạt động đại chiến vượt ải nữa nè anh em. Wow. Ghê đấy, hoạt động này chắc cũng y chang bên đầu số 8 chúng ta thôi. Đấy, có các tướng rồi các kiểu nè. Đấy, tướng y chang luôn, mình nghĩ là y chang đấy. Namisura rồi các kiểu này. Rồi, mình kiểm tra thư coi thử nãy mình nhận con dê được cái gì nhá. Ok, vậy là cũng y chang như trong phần giới thiệu luôn anh em. Úi. Phần giới thiệu luôn anh em, như là à, đây là chúng ta được 1 triệu vàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 được 1 triệu vàng. Ủa, 1 triệu vàng mà nhân 10 nè. Là 10 triệu vàng, đúng rồi. Một cái danh hiệu bá vương chinh phục. Ok, vậy là hiểu rồi. Cái fan giới thiệu là các bạn sẽ nhận được free 10 triệu vàng là đây. Chính xác là con dê tân thủ nha. Đấy, được cái con dê này. Nhận toàn bộ này. Đấy, như vậy là nói chung là cái con dê này anh em cứ inbox cho fanpage thì mình nghĩ là sẽ nhận được ấy. Đấy, anh em cứ inbox cho fanpage thì chắc là fanpage sẽ tặng cho anh em một cái con dê free 10 triệu vàng. Quá sướng. Rồi, để mình kiểm tra một số hoạt động coi. Như ví dụ đại chiến vực ải thì mình thấy khá là ok này. Thu thập thẻ bài nữa này. Đây cũng có thể thêm vàng đúng không? Đấy. Thêm vàng để nhận vô cái này cũng được, cũng ngon đó chứ. Tại vì vàng bây giờ chúng ta có quá trời nè. Ủa đâu mất tiêu rồi, mới nhận vô túi rồi đúng không? Đây là quà lai. Thương thành này thì ưu đãi hôm nay là cái này. Giá bán là 250. Chúng ta sẽ dùng 250 vàng để chúng ta mua mỗi ngày là 10 ấn làm mới. Đá nguyên tố hả? Ưu đãi mỗi ngày của chúng ta. Dưới đây cũng có rất là nhiều đồ khác rồi nè. Ví dụ như berry rồi sao tích đồ nè. Cá vòi voi. Ưu đãi VIP. Wow, có khá là nhiều đồ nha anh em. Quảng đồng, các kiểu danh hiệu rồi đúng không? Đây là 1000 tích điểm tích lũy. Không biết là tích điểm tích lũy gì nữa. Wow, mình thấy ở cái web này thì nó được cái hay đó là cái hoạt động này nè anh em. Thương thành thì ưu đãi nè. Đấy, anh em có thể mua những cái đồ mà chúng ta ao ước, chúng ta muốn. Cũng khá là hấp dẫn đó nha. Có cái sách kỹ năng thần thánh, sách kỹ năng sưu tập gì nè. Mấy cái sách này dùng để nâng cấp thiên phú bét cũng rất là ok đấy. Rồi mình sẽ sử dụng cái danh hiệu này coi sao, lên lực chiến như thế nào đây. Cái này thì sẽ cộng thêm sức mạnh 12 rồi tùm lum nè. Wow, lực chiến lên 15k luôn anh em à. Ở đây thì 10 triệu vàng, mình sẽ nhận hết luôn. Đấy, 10 triệu vàng. Rồi, giờ thì đi test thử phó bạn coi nó có bị gì không nha anh em. Chứ mình thấy có mấy cái web kia mà đánh mấy cái phó bạn đầu tiên nó hướng dẫn nhưng mà còn bị thua nữa anh em. Mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Khó hiểu thực sự. Đây. Đánh sao mà để mấy phó bạn đầu tiên nó giới thiệu thế này mà bị thua là anh em hiểu nó cỡ nào rồi đó. Ui mình thấy cũng khá là mực mà nha anh em, không có lắc liếc gì đâu nha anh em. Khá là ok đấy. Không phải là kiểu như bên Trung Quốc đâu. Không kiểu như China đâu anh em, rất là lắc luôn. Còn web này, đấy anh em thấy không, chạy rất là nhanh luôn.
Lực chiến mình tuy là gia tăng nhưng mà bắn vẫn yếu vãi đó nha. Mình cứ tưởng bắn cái chết luôn nhá. Nhưng mà nó không được, vẫn phải dùng chiêu kêu nọ. Bữa hồi nãy mình quên tạo nhân vật chọn đại luôn, cuối cùng thành ra nhân vật xạ thủ hả? Đánh là cho anh em xem nè, vô mắt nhanh luôn anh em. Lần này không cần chờ cái ống chạy luôn, ghê thiệt. Phê chưa, tăng tốc luôn nè. Đấy, bắn ra những cái quả đạn cực kỳ kinh dị luôn. Rồi, đánh nốt cái pháo bạn rồi chúng ta sẽ vào ra khám phá. Ui, đây cái chỗ này nè. Chỗ này hình như bị thua nè anh em. Bữa có thanh niên đăng lên Facebook giới thiệu chỗ này mà bị thua này. Không biết tại sao lại thua được hay thiệt. Mình sẽ chứng minh cho anh em xem là đánh này là phải thắng. Rồi sao mà nó tôi bị chọc bố già ra. Ui, đây còn chặn đòn nữa chứ. Chọc bố già Guragura Nomi mà dám chọc à. Quên. Wow, cái hình này cà rốt cũng khá đẹp nha anh em. Tuy nó khá đơn giản thôi nhưng mà nhìn cũng đẹp đấy. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ mở được hệ thống đồng đội này. Rồi, bây giờ chắc là mình sẽ khám phá cho anh em xem về cái phản hồi các cái boss quà, coi thử những cái boss quà bao gồm những cái gì nha. Rồi, tạm thời bỏ qua cái nhiệm vụ đi. Ủa, cái gì đây? Đang gì nè, đang tầm bão gì nè. Bây giờ mình sẽ vào chỗ cái ui vòng quay may mắn được quay luôn nè anh em. Hiện tại mình có miễn phí 4 lần. Wow, được cá mập, tinh hoa, bảo thạch. Ủa sao nó có bực 15 tinh hoa ta ít chứ. Wow, ở đây thì mình thấy có cái mấy cái thời trang là ngon thôi, đa số là mấy cái thời trang rồi mấy cái danh hiệu này cũng ngon nè. Ok. Giờ chúng ta sẽ khám phá những cái boss quà nha, coi thử có cái gì không. Vòng quay may mắn rồi nè, một lần mà bao nhiều hoạt động quay dễ sướng nha. Vòng quay may mắn mà giờ cái vòng quay này nữa. Nói chung là quay số may mắn với vòng quay may mắn khá là nhiều. Rồi, về cái boss quà ấy có cả đầu vàng đấy này. Tất cả hoạt động tập hợp lại hay sao á? Đèn hay thiệt. Bên đầu số 8 mà được thế này thì quay sướng rồi đúng không? Rồi, bây giờ mình khám phá boss quà nhá. Thì ta boss quà đầu tiên thì chúng ta yêu cầu nạp là 100.000 vàng. Nhận được cái ngàn điểm vinh dự gì nè anh em. 1.000 vinh dự. Cái này khá giống bên web HZW hay là ACHZW gì đó. 1.000 vinh dự nè. Rồi một số đồ tào lao vớ vẩn gì đó. Một cái con tinh linh Lesia. Một FRU4. Rồi là bộ trang bị 120 nè. Bộ trang bị rèn nha anh em. Cái này là 1 tỷ berry luôn. Bất quà thứ hai thì chúng ta có bộ trang bị 125. 3 trái sinh nhật 3 tuổi. Tiếp tục vẫn là 1 tỷ berry, 50.000 tinh linh thạch. Ủa, cái viên này là 5.000 một viên thì là 50 viên là 25.000 đúng không? Đâu phải, một viên là 5.000 là 5 viên là 25.000 rồi. Vậy là này là 250.000 hả? 25.000. 250.000 đúng rồi, như là 250.000 đúng không? Chính xác rồi đó. Rồi, bộ trang bị 125 nữa, nói chung là một số đồ cũng khá là quen thuộc thôi. Bên đây thì có Verona này, rồi bộ trang bị 130. 5 cái này là 5.000 vinh dự. Tiếp theo đây có Cerberus ngục tối. Wow. Bảo thạch 8 sao. Mỗi loại 3 viên. Đấy, full hết luôn nha anh em, mỗi loại 3 viên. Cerberus rồi thì Fendi suit gì này. Bên đây thì có Kim sư tử Draco. Bảo thạch 9 sao, mỗi loại 2 viên. Một cái trái tên lửa. Bên đây thì có ui cái đồ sâu này nhìn ghê vãi. Cái này là gì đây? Thánh y giáp gì nè. Đại địa thiểm trư ngọc kỳ lân, bộ trang bị là 150. Wow. Bên đây ui bảo thạch 10 sao. Mỗi loại 1 viên. Đại giật long, con giật long Anacalagon này, rồi con Lucifer này, phải chưa? Boss cuối cùng là con Tiamat. Đây là bộ thời trang gì cổ đại vương kiếm katana. Rồi full bộ đồ 155 nè. Wow, đây là còn nguyên một con cà rốt nguyệt sư nữa. Trời ơi gắt. Đây là trái quỷ, trái tên lửa 8 sao nha anh em. Thuộc dạng trái gì đây mà trái gì, kiểu trái thức tỉnh đó anh em. Nhìn sáng chói cả bầu trời nó ghê thiệt. Rồi, như vậy là boss quà, xem sao boss quà thì nhìn đồ cũng khá là phê. Web thì khá là mượt mà nha anh em, theo mình cảm nhận web khá là mượt mà. Quà online nè, giờ mình sẽ vào xem thử coi tầm sau một ngày. Sau một ngày mở alpha test thì các chùm server thì là cấp bao nhiêu rồi nha. Ồ, vậy là về bên top đẳng cấp thì thanh niên đứng đầu là thanh niên triệu hay thanh niên triều gì đây. Cấp 107, lực chiến hiện tại đây là 994k. Còn bên top đấu trường thì là một thanh niên tên là OWO, thanh niên hồi nãy. Cấp 105, lực chiến là 1.300.000. Kinh. Danh vọng thì gì đây.
hình như là không xem được rồi bị ngắt kết nối luôn nè, mình không hiểu tại sao bị ngắt kết nối nữa. Đúng thiệt là hơi xàm, hơi là ngu người nha anh em, tại vì nó bị ngắt kết nối. Cho nên thôi, dù sao thì mình cũng đã review xong, nhưng mình cũng không có gì khác review nữa. Đây là một cái web game mới mình muốn giới thiệu cho anh em, vừa mới mở alpha test ngày hôm qua thôi. Cho nên là nếu mà anh em thích thì anh em có thể truy cập vào để trải nghiệm. Khi nào mà ra phiên bản server chính thức thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại nha. Còn bây giờ thì tại đây chỉ alpha test thôi, mình sẽ giới thiệu một số cái gọi là cơ bản cho anh em xem thôi, như thế nào thôi. Rồi, ok, tạm ổn rồi đó. Dạ đi ha. Ok, vậy đây. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi clip mình, nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Chung là bạn nào chưa đăng ký kênh thì ấn vào đăng ký kênh, subscribe, ủng hộ cho mình nha. Ngoài ra thì anh em nhớ like mạnh cũng như chia sẻ mạnh, hoặc subscribe mạnh là được, và truy cập vào web để chơi, để tham gia cùng anh em cũng như là fanpage các kiểu. Nói chung là web này thì mình thấy cũng khá là ok, không biết là tương lai tướng được các kiểu thế nào. Chắc là cũng mình nghĩ là giống thì chắc là giống với những cái web kia thôi, tại vì tướng thì chắc chắn là không thể mà làm ra những con tướng hình dạng mới được rồi, chắc chắn là điều đó là không thể rồi. Nhưng mà có web game mới thì giới thiệu cho anh em thích thì anh em truy cập vào thế thôi. Đó, chúc em một ngày vui vẻ tuyệt vời. Một lần nữa thì cảm ơn em rất là nhiều đã ủng hộ cho những clip của mình. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh hỏi mình nha.